Thưa quý vị, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, đã khiến tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sụt giảm mạnh trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Thực tế này đòi hỏi mỗi quốc gia và mỗi địa phương cần nỗ lực mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng để thu hút dòng đầu tư mới. Năm 2022, Đà Nẵng thu hút được hơn 134 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, trong đó có 49 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 70 triệu đô la Mỹ, chỉ đạt gần 47% so với năm 2021. Bước sang năm 2023, dòng vốn FDI vào Đà Nẵng tiếp tục giảm sút. Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, trong nửa tháng đầu năm 2023, Đà Nẵng thu hút 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,1 triệu đô la Mỹ, chỉ bằng 20% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Để thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cho rằng Đà Nẵng cần nhanh chóng tạo quỹ đất, chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng và cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. Đà Nẵng thì trong những năm vừa qua cũng đã đẩy mạnh cái việc hoàn thiện quy hoạch, hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà cái việc để hoàn thành các quy hoạch, đặc biệt quy hoạch phát triển, đặc biệt là những quy hoạch về đất đai, tiếp cận đất đai của doanh nghiệp thì vẫn là còn rất nhiều khó khăn. Các nhà đầu tư đến Đà Nẵng thì cái điểm khó của người ta vẫn là cái tiếp cận đất đai. Không chỉ có Đà Nẵng, bức tranh thu hút đầu tư trong tháng đầu năm 2023 của cả nước cũng khá ảm đạm. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trên cả nước mới đạt gần 1,69 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 1,35 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn kỳ vọng FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng trong thời gian tới. Chúng tôi rất tự tin để nói rằng các doanh nghiệp châu Âu sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam trong thời gian tới, khi tình hình kinh tế thế giới đang dần tốt lên. Việt Nam có rất nhiều lợi thế so với các quốc gia trong khu vực, với tiềm năng về thị trường, về hợp tác thương mại và sự cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng mạnh mẽ. Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản và một số tổ chức khác, trên thực tế, mức lương tại các nhà máy của Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với ở Trung Quốc, trong khi chất lượng lực lượng lao động tương đương với Trung Quốc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư nước ngoài. Một yếu tố khác là vị trí địa lý của Việt Nam gần với chuỗi cung ứng của châu Á. Do vậy, các chuyên gia cho rằng thu hút dòng vốn FDI giảm sút trong tháng đầu năm nay sẽ chỉ là khó khăn tạm thời. Còn về lâu dài, vốn FDI vẫn sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển trong năm 2023.